Xin chào tất cả các bạn. Trong thời gian gần đây, Kim Ba được nhận được rất nhiều các câu hỏi từ nhiều bạn ở thành phố khác nhau. Xin lời giới thiệu để giới thiệu cho các bạn ấy là xem là trung tâm đào tạo nào uy tín tại thành phố mà họ đang sinh sống. Hiện tại thì Kim Ba đang triển khai các khóa đào tạo huấn luyện viên dạy yoga chủ yếu tại thành phố Hải Phòng, dạy trực tiếp. Thì trong quá trình làm việc thì Kim Ba cũng luôn giới thiệu cũng như chia sẻ tới nhiều bạn. Một số bạn cũng tín nhiệm cũng như là muốn hỏi mình xem là nên giới thiệu hay là hỏi mình là nên chọn trung tâm nào để họ bắt đầu cái quá trình sự nghiệp cũng như đam mê yoga của mình. Thì đây là một câu hỏi chắc chắn rất nhiều bạn đang quan tâm. Như vậy mình muốn làm video để hướng dẫn các bạn là làm thế nào cho chúng ta có thể phân loại được, chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái trung tâm đào tạo uy tín để có thể giúp mình phát triển tài năng đam mê của mình, đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Thì trước khi trả lời câu hỏi đấy thì Kim Ba cũng muốn chia sẻ thêm một chút định hướng để cho các bạn huấn luyện viên có thể xác định được cái cụ thể mình bắt đầu từ đâu. Thì trước khi bạn lựa chọn trung tâm nào đó thì bạn cần đặt vấn đề của mình đã. Chúng ta phải trả lời được câu hỏi là chúng ta muốn điều gì đã, sau đó chúng ta mới đi tìm những cái nơi mà có thể đáp ứng nhu cầu được của chúng ta. Nếu các bạn chỉ đơn giản là tìm một đơn vị họ dạy về chuyên môn để giúp cho bạn hiểu sâu hơn về yoga, hiểu sâu về quá trình tập luyện thì đơn giản bạn chắc chắn sẽ rất dễ tìm. Đó có thể là những người thầy, có thể là những người cô giáo dạy huấn luyện viên ngay cạnh bạn thôi. Nhưng nếu mà bạn muốn đi xa hơn nữa, nghĩa là bạn muốn thông qua việc hiểu về yoga còn giúp bạn phát triển cái công việc của bạn, mong muốn có thể có cuộc sống tốt hơn thông qua cái công việc yoga, vừa giúp người khác trẻ hơn, đẹp hơn, khỏe hơn, vừa giúp chính bản thân mình có một cuộc sống mới cũng như có một cái nguồn thu trong cuộc sống của mình. Thì điều đầu tiên thì bạn cần xác định rõ cho mình những cái mong muốn của chúng ta. Mong muốn của chúng ta nghĩa là chúng ta tìm đến yoga, chúng ta muốn trở thành huấn luyện viên yoga thì chúng ta muốn cái điều gì từ yoga, nghĩa là chúng ta có thể cụ thể ra. Thường thì mình chia sẻ đến các bạn huấn luyện viên là các bạn cần cụ thể ra. Tại vì các bạn đang tìm đến yoga để tìm một công việc thì bạn phải cụ thể ra là với công việc đấy thì bạn mong muốn công việc ấy như thế nào. Bạn muốn ngày làm bao nhiêu tiếng, bạn muốn có lúc lương là bao nhiêu. Thì có thể là chủ đề lương sẽ hơi tế nhị, nhưng mà nếu bạn không rõ ràng con số bạn mong muốn thì rất là khó thể tư vấn được cho bạn, đúng không ạ? Bạn có thể đang làm một công việc A, có thể đang kế toán, ngân hàng, tài chính, cô giáo, mầm non, rất nhiều các công việc khác nhau. Thì khi bạn đi làm công việc nào đó thì bạn phải xác định xem là cái công việc có đáp ứng được cái thu nhập như mình mong muốn hay không, hay là nó có đáp ứng cái thời gian làm việc phù hợp với gia đình, với công việc của mình hay không thì mình mới lựa chọn, đúng không ạ? Thì bạn phải cần đặt ra một cái mục tiêu thật cụ thể. Ví dụ như là bạn mong muốn là khi bạn đi dạy yoga thì bạn có thể là có được nguồn thu nhập bao nhiêu thì bạn cần viết ra. Rất nhiều bạn trả lời rất là đáng yêu, đó là càng nhiều càng tốt. Trời ơi, càng nhiều càng tốt nghĩa là không có cụ thể. Và chúng ta thờ ơ, chúng ta làm việc một cách, nghĩa là chúng ta đặt mục tiêu mà nó lùng củng như vậy thì chúng ta rất là khó thực hiện được. Thì chẳng có trung tâm nào giải quyết được cho những người như vậy cả. Như vậy bạn cần đặt cho mình những mục tiêu cụ thể. Thì cái mục tiêu có thể là khó trong thời gian ban đầu thì bạn có thể dựa vào thông số, bạn để đi khảo sát, bạn đi hỏi một số huấn luyện viên, những người mà bạn có thể tin tưởng hoặc những người mà bạn cảm thấy là họ là thành công trong công việc của họ, xem hỏi họ là họ đang có cái nguồn thu như thế nào, có công việc như thế nào, có thoải mái hay không, có căng thẳng hay không, có stress hay không, có vui hay không. Thì bạn dựa đấy để bạn xác định xem là mình có nên tiến sang lĩnh vực này không. Thì bạn phải tự chọn cho mình mục tiêu ấy nhá. Và tiếp theo đó là bạn phải chọn cho mình một cái thời gian nữa. Thời gian vô cùng quan trọng. Có mục tiêu rồi nhưng bạn phải có thời gian, nghĩa là thời gian bạn muốn đạt được cái điều đấy trong bao nhiêu lâu. Chưa nói là bạn đi học đâu, bạn phải đặt ra mục tiêu trước khi bắt đầu, đúng không? Thời gian bạn có thể khảo sát những cái huấn luyện viên, những anh chị đi trước, những người thầy đi trước chẳng hạn, xem họ mất bao nhiêu thời gian để đạt điều đấy. Thì bạn có muốn cần đầu tư thời gian giống như họ hay không, hay bạn muốn nhiều hơn hay là ngắn hơn? Bạn muốn 1 năm, 2 năm để đạt được cái thành tựu như vậy. Ví dụ bạn muốn 1 năm để trở thành một huấn luyện viên yoga với chuyên môn như thế nào, với nguồn thu nhập như thế nào, với số lượng học viên như sao, muốn quản lý bao nhiêu phòng tập, thì bạn phải rõ ràng về điều đấy. Và sau khi có điều đấy rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi tìm kiếm những người, những trung tâm có thể giúp cho chúng ta điều đấy. Tất cả các học viên khi mà đến học với Kim Ba đều có quá trình khảo sát để biết rõ được mục tiêu của họ. Tất nhiên nếu mà bạn chỉ đơn giản bạn học huấn luyện viên yoga, chỉ đơn giản là bạn thích học thôi thì bạn có thể học bất cứ đâu, không quan trọng. Nhưng hãy nhớ nhé, trong video này mình muốn chia sẻ đến những bạn mà chúng ta chọn yoga như một công việc, giúp cho gia đình mình có cuộc sống tốt hơn và giúp cho những người xung quanh trở nên khỏe mạnh hơn, thì bạn hãy xem tiếp video này. Và sau khi đã trả lời điều đấy rồi thì chúng ta bắt đầu nhé. Cách lựa chọn những trung tâm yoga nào là uy tín. Hiện nay thì dưới cái sự phát triển của xã hội thì các phòng tập mở lên rất là nhiều. Chính vậy nhiều trung tâm đào tạo được xây dựng thêm. Có nơi thì là trung tâm, có nơi chỉ là chuyên nghề thôi. Nghĩa là một người nào đó họ có chuyên môn, họ có thời gian dài tích lũy và họ chuyên nghề. Đơn giản chỉ chuyên nghề, đôi khi bằng cấp cũng chả có. Thì có thể là câu chuyện 10 năm trước bạn có thể học theo kiểu đấy, như là một cái người thầy, một người anh chị nào đó đi trước và họ có chuyên môn và họ dạy lại bạn, có thể là miễn phí, có thể là thu phí. Họ sẽ truyền tải lại bạn thông tin. Tuy nhiên thì ngày nay thì nó khác được xa hơn rất là nhiều rồi. Học trở thành một huấn luyện viên yoga với chuyên môn thì chúng ta không chỉ có mỗi chuyên môn là đủ, mà chúng ta phải cộng dồn rất nhiều các kiến thức khác nhau và những sự chính quy khác nhau chẳng hạn. Đầu tiên khi bạn chọn trung tâm đấy, bạn phải hỏi cũng như là bạn phải tìm hiểu xem là cái chứng chỉ của họ có được pháp luật công nhận hay không đã. Không thể giống như nhiều năm trước chẳng có ai cần đội mũ bảo hiểm, nhưng bây giờ luật họ có mũ bảo hiểm rồi, chúng ta phải theo luật pháp, đúng không ạ? Thì bằng cấp phải có sự công nhận của nhà nước. Chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta phải theo luật pháp Việt Nam. Thì hiện tại là có những cái đơn vị sau là chính quy. Về mặt cao nhất thì là Liên đoàn Yoga Việt Nam. Sau đó là đến Liên đoàn Yoga cấp tỉnh hoặc là Hội Yoga cấp tỉnh. Hiện tại thời điểm mình nói video này chỉ có khoảng tầm 4 đến 5 thành phố có Hội Yoga hoặc Liên đoàn Yoga tỉnh. Ví dụ như Hải Phòng, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, đâu nữa? Đà Nẵng nữa. Đấy. Còn một số thành phố khác hình như đang trong quá trình vận động. Đấy. Và tiếp theo đó là các sở thể dục thể thao của các thành phố. Như là chứng chỉ của đơn vị đấy thì chắc chắn rất là ok rồi, tại vì họ là mặt quản lý hành chính nhà nước. Và sau đó là các cái trung tâm khác, trung tâm các công ty. Có rất nhiều, có nham nhảm ti tỉ các công ty. Nên là bạn cần phân loại xem là công ty đấy là có đủ uy tín hay không, bằng cách là họ có thuộc về thành viên. Như là cái bằng của trung tâm đấy phải được một trong ba cái đơn vị kia họ công nhận thì mới được công nhận. Tại vì đội quản lý hành chính nhà nước là sở thể dục thể thao họ phải công nhận. Thì lúc đấy đơn vị thanh tra thể thao họ đi kiểm tra chứng chỉ các phòng tập thì họ mới công nhận. Chứ bạn có lấy bằng 200 giờ đâu đó ở quốc tế hay ngoài hành tinh ở Mỹ, nhưng về nước mình mà các sở ban ngành họ không công nhận thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Vậy bạn có thể check kiểm tra thông tin bằng cách là liên hệ đến văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam để kiểm tra xem là cái đơn vị có phù hợp hay không, hoặc là liên hệ đến văn phòng một cửa của sở thể dục thể thao các thành phố của bạn xem là cái đơn vị kia ấy, cái chứng chỉ của họ có được hợp pháp hay không. Sau đó chúng ta hãy tính tiếp. Sau khi về mặt chứng chỉ thì bạn cần kiểm tra xem là cái đơn vị đấy họ có phân chia nhiều cái chuyên môn, hoặc là cái đội ngũ giảng viên của họ có ok hay không. Tại sao mình phải cần nói từ đội ngũ? Tại vì nếu thời gian trước một người có thể sẽ trở thành người thầy, có thể hướng dẫn cho bạn, nhưng bạn hãy nhìn xem những cái thời kỳ bây giờ ấy, không chỉ học mỗi chuyên môn đâu, mà chúng ta học về marketing, học về quản lý phòng tập, cách phát tờ rơi như thế nào, cách xây dựng nhân hiệu ra sao, cách nói chuyện như thế nào để tự tin, cách luyện giọng ra sao để cho giọng hay. Để trở thành huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp chúng ta học rất nhiều kiến thức. Và tất nhiên thì không có một ông thầy nào đó có toàn năng những kiến thức đấy được. Họ cần phải có đội ngũ. Tại vì cái kiến thức nó thay đổi liên tục. Giống như cách đây một thời gian mọi người không quan tâm quá nhiều sức khỏe, nhưng sau trận Covid thì chúng ta biết được sự thay đổi xã hội như nào, đúng không? Mọi người bị cấm hết ở nhà, chúng ta chuyển đổi sang internet, dạy yoga trên internet, bán hàng của internet, bán cơm qua internet. Như vậy cái sự thay đổi của xã hội nó liên tục. Như vậy một người thì rất là khó. Chúng ta hãy lựa chọn những đơn vị mà họ có những cái ban chuyên môn, hoặc là có một đội hội đồng chuyên môn, thì họ sẽ hỗ trợ cho bạn một cách tốt hơn. Tất nhiên thì mình cũng không nói phản bác là bạn đi học ở một người nào đó thì sẽ tốt, sẽ không tốt. Thì tất nhiên nhưng mà nó sẽ bị mặt hạn chế là một người thì chúng ta cũng rất là khó để có thể cập nhập được. Hiện tại mình cũng biết là rất nhiều các đơn vị đào tạo ấy, họ là vừa làm giám đốc, vừa là dạy, vừa quản lý. Họ vừa dạy học phòng của họ, xong họ vừa đào tạo người khác, mà họ làm hết, gọi là một chức danh quản lý tất cả. Thì tất nhiên có nhiều bạn như vậy, nhưng không sao, đấy là tùy lựa chọn của bạn, còn quyết định là cuộc đời của bạn, đúng không? Thì đây là chỉ là lời khuyên của mình thôi. Các bạn hãy lựa chọn những cái đơn vị mà họ có một hội đồng chuyên môn. Ví dụ như Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng phía bên mình thì mình sẽ phụ trách về mảng phát triển cá nhân con người, giúp các bạn về thấu hiểu triết lý yoga, hiểu về cảm xúc của khách hàng, cảm xúc của học viên. Tại sao học viên đến lại vui hoặc buồn, tại sao có người lại cần sửa hay không cần sửa, có người mỗi người sẽ nói câu chuyện khác nhau. Và tiếp theo đó là các chuyên môn về phát triển nhân hiệu, cách nói chuyện truyền cảm hứng, cách viết sách như thế nào, cách xây dựng các video bài tập ra sao, cách quản lý phòng tập. Đấy là cái chuyên môn chính của mình. Còn mặt về dạy giải phẫu thì sẽ có một giảng viên khác, dạy về định tuyến một giảng viên khác, dạy xây dựng giáo án một giáo viên khác, dạy về chế độ dinh dưỡng, làm sao để xây dựng cái chế độ thực đơn dinh dưỡng cho học viên thì lại là một giảng viên khác. Và mỗi người sẽ tập trung phát triển, nghiên cứu cũng như học hỏi thật nhiều chuyên môn để có thể cung cấp cho các học viên đến với khóa học của mình những cái thông tin hữu ích nhất. Thì bạn nhớ nhé, hãy cố gắng tìm những đơn vị như vậy. Thì tất nhiên nếu thành phố bạn có thì rất là hay, nếu không có chúng ta hãy di chuyển sang thành phố khác. Còn nếu không thì cứ học tạm với cái đơn vị đang có hiện tại. Nhưng nhớ đơn vị phải có chứng nhận, cái chứng chỉ nó phải hợp pháp. Tiếp sau đó bạn phải cần sự chứng thực. Cái thứ ba chứng thực, nghĩa là có thể rất nhiều đơn vị, rất nhiều người thầy họ có chuyên môn, họ nói rất là tốt. Tuy nhiên bạn nên nhớ, bạn lựa chọn bộ môn này là mong muốn phát triển công việc của mình, nên vậy chúng ta cần chứng thực. Có nhiều người có chuyên môn rất là tốt nhưng họ quản lý rất là kém, thậm chí dạy rất là kém. Chuyên môn tốt chỉ là chuyên môn tốt thôi, làm sao truyền tải cái chuyên môn tốt đấy cho nhiều người hơn thì đấy là vấn đề quan trọng. Thì chúng ta thể nhìn vào số lượng học viên của họ để quyết định xem họ có đúng như những gì họ nói hay không, đúng không ạ? Có giáo viên chuyên môn tốt nhưng không có nổi một cái phòng tập, thậm chí làm chục năm mới có một cái phòng tập, thì đấy là mình không phải phủ nhận, nhưng mà kết quả nó vẫn thể hiện rất là nhiều những gì mà mình nói ra. Nếu mà mình bảo mình giỏi, mình dạy giỏi, mình đào tạo giáo viên giỏi, nhưng mà phòng tập mình lại không có học viên thì lấy cái gì ra chứng tỏ điều đấy, đúng không ạ? Thì bạn cần phải có cái quá trình khảo sát cũng như là góc nhìn đa chiều một chút. Và tiếp theo đó là cái đơn vị đào tạo của bạn ấy, họ có cái hệ thống phòng hoặc là có đội ngũ để định hướng cho bạn không? Như liên đoàn bên mình thì mình phụ trách chính về định hướng. Hàng ngày công việc của mình đó là lắng nghe huấn luyện viên họ mong muốn phát triển như thế nào. Có giáo viên đến thì họ có cái nguồn kinh tế nó vừa đủ thôi, họ mong muốn phát triển một cái phòng tập đôi khi chỉ 10 triệu thôi, thì mình sẽ cùng ngồi với họ để lên kế hoạch là phát triển cái phòng tập 10 triệu sẽ cần cái điều gì, như nào tiết kiệm nhất cho họ, hiệu quả nhất. Hoặc là đôi khi thì xây dựng cái phòng tập thật nhỏ xinh, dạy 7-8 học viên theo kiểu là dạy cá nhân tại gia đình của họ, thì set up xây dựng cái phòng tập như thế nào để họ có thể phù hợp với từng người khác nhau. Thì có bạn muốn mở cả phòng tập rất là to, 3-4 sao, thì mình cũng sẽ ngồi làm việc với bạn ấy, nếu bạn mong muốn sự kết hợp của mình. Thì cần có cái người định hướng. Cũng giống như là trong một đội tuyển bóng đá thì các cầu thủ bóng đá rất là tài năng rồi, nhưng họ cần có một huấn luyện viên trưởng, người dẫn dắt tài năng. Đôi khi huấn luyện viên còn không biết dạy, còn đá còn không hay được bằng các bạn ấy, nhưng mà họ biết phối hợp sức mạnh để tạo ra một đội nhóm vô địch. Như vậy thì bạn cần phải tìm cái đơn vị, hoặc bạn học xong được nhưng bạn hãy tìm cho mình những người có thể giúp bạn định hướng. Định hướng nghĩa là họ sẽ thúc đẩy bạn đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống, để tránh lúc bạn bị lười, bạn bị y. Thì và tiếp theo nữa là cái đơn vị mà bạn học ấy, họ phải có cái hệ thống để giúp cho bạn thực tập. Bạn hãy nhớ là bạn hình dung là thực hành mới là vấn đề. Chúng ta học rất nhiều lý thuyết nhưng chúng ta không áp dụng thực hành được thì rất là khó. Do vậy thì đơn vị ấy, họ có cái hệ thống phòng tập càng tốt. Ví dụ như là Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng mình thì sau khi các bạn ấy tốt nghiệp xong, các bạn vẫn gắn kết với nhau một hệ thống hàng chục, gần như đến cả trăm các cái phòng tập khác nhau kết nối lại tạo thành tổ chức. Họ gắn chặt với nhau bằng cái hệ thống bên Hải Phòng là gắn chặt với nhau bằng cái sự chuyên môn, bằng các hoạt động chung. Thì khi mà một huấn luyện viên học khóa đào tạo thì họ có các cơ hội thực hành ở rất nhiều các phòng tập khác nhau. Các bạn kia thì bạn cũng mong muốn tìm kiếm các huấn luyện viên mới đến để làm nhân sự cho bạn ấy, thì tiện quá. Thông qua mỗi khóa đào tạo nó giống như là một lời gọi là cung cấp nhân sự cho hệ thống của toàn thành phố đấy. Thì các bạn sẽ thăm dò xem bạn nào phù hợp với phòng tập mình. Thì trong quá trình học bạn sẽ được đi trợ giảng các phòng tập khác nhau. Trợ giảng nghĩa là bạn sẽ thực hành chính trên học viên. Thì bạn sẽ tùy vào cái năng lực, cái năng khiếu hoặc là cái sự tự tin của bạn đến đâu thì bạn sẽ được giới thiệu đến cái phòng để bạn thực hành nó vừa đủ. Sau khi bạn vững hơn rồi, bạn sẽ lên các phòng cao cấp hơn. Thì thời gian ban đầu bạn có thể là đi trợ giảng các nhà văn hóa, sau đó đến các phòng tập chuyên nghiệp hơn, sau đó đến các phòng tập theo hình thức tổ hợp với rất nhiều bộ môn. Thì qua quá trình thực hành như vậy thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm đúc kết rất là nhanh so với việc là chúng ta chỉ học đơn thuần lý thuyết, học xong rồi có bằng nhưng mà chúng ta không có thực hành. Thì khi chúng ta mở và chúng ta đứng trực tiếp cái lớp học mà chúng ta có ấy, thì rất dễ bị tan lớp hoặc là rất dễ bị thất bại, nên vậy rất là nguy hiểm. Quá trình rèn luyện, quá trình thực hành mới là điều vô cùng quan trọng. Thì đấy là những cái chia sẻ ngắn của Kim Ba. Thì hy vọng thì khi bạn bắt đầu một hành trình mới, hãy chọn cho mình những đơn vị đào tạo phù hợp, chính quy và có lộ trình bài bản. Họ có sự thay đổi liên tục và cập nhật, có đội ngũ chuyên nghiệp, có một cái hệ thống phòng tập có thể hỗ trợ mình cái nguồn lực. Hãy tìm kiếm cho mình điều đấy để quyết định cái công việc của mình. Còn một hành trình cơ bản nhất khi bắt đầu một công việc nào đó, nếu bạn có được cái lộ trình chính xác, cái sự nhiệt huyết cũng như là sự đam mê và có một đội ngũ hỗ trợ thì trung bình khoảng tầm 3 năm. Tại sao mình nói là 3 năm? Trung bình thôi. Từ một trang giấy trắng bạn hoàn toàn để trở thành một chuyên gia yoga, nghĩa là người sẽ đi dạy lại người khác chỉ trong 3 năm nếu bạn lên kế hoạch một cách cụ thể. Điều đấy hoàn toàn có thể đã từng xảy ra. Ví dụ rất nhiều bạn trong khóa đào tạo tại Hải Phòng, bạn chỉ mất có đúng 1 năm để từ một người rất là bình thường nhưng mà làm việc chính xác, tham gia chính xác, học đúng chính xác những thứ cần thiết, thì trong vòng 1 năm bạn đã trở thành giảng viên đi dạy lại người khác một cách gọi là thực sự là ngoại mục, và bằng kinh nghiệm của người khác lan man đi gọi là không có người định hướng ấy, mất cả 7-8 năm, thậm chí có người mất 10 năm. Hy vọng với chia sẻ vừa rồi thì giúp ích các bạn. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc là mong muốn tìm kiếm những cái kinh nghiệm trong quá trình, thì với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy đào tạo cũng như là với vai trò là thành viên của Liên đoàn Yoga Việt Nam, ủy viên ban luật và thi đấu cũng như trưởng ban phát triển phong trào Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng, mình sẵn sàng giúp đỡ tất cả các bạn. Xin chào các bạn.